Hôm nay 2 tháng 8 năm 2023, khu vực tỉnh tiếp tục có nắng, ít mây, khiến nền nhiệt ngày gia tăng. Về chiều tối, một số nơi trên khu vực phía Bắc và gần biển có mưa rào và dông. Do có mưa nên thời tiết mát mẻ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 31 đến 33 độ. Độ ẩm 79 đến 84%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 79 đến 84%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 2 tháng 8 năm 2023, nước lớn, mức nước cao nhất 380 cm vào lúc 3 giờ và nước ròng, mức nước thấp nhất âm 20 cm lúc 20 giờ 30 phút.